Chúng ta tiếp tục với cái bài con gấu và con ong. Các bạn chịu khó xem một chút nha. Vì nhiều bạn mà mờ không nhìn thấy, tôi sẽ viết to như này. Cái dòng tiếp theo mà sáng nay chúng ta học đó, đó là hi. Hờ, y, hi, huyền, hi. Hi, ông ấy ở đây là ông gấu ấy. Xí, biết có bạn nào kiên trì xem không? Hoặc bố mẹ ép, chứ còn con gái tôi chả xem bao giờ. Thì xí, xí, thì xí, xí là thấy, là nhìn thấy. Đáng nhẽ đây là nhưng nó nối âm ở cái âm z sang z, thì xí z, thì xí z, những cái chữ mà nó nối âm thì hai chữ đọc thành một, tức là xí z sẽ đọc liền, thì xí z, xí z, thấy một. Bi hài, b i b h hai hai huyền hải, bi hải, đáng nhẽ nó có âm v nhưng nó sẽ nối xuống đây là v in vin, bi hải là cái tổ ong, vin và đây là thì nó nối sang thành n, vin đây là thành r i Retreat, Vinatree, trong o trên một cái cây, trong cái cây nghe hay hơn ở trên, trên thì nó tưởng tượng cái cây như này, thì tổ ong nó trên này, nghe tổ ong đây nó phải ở trong mà đúng. He see the beehive Vinatree. He see the beehive, cho hẳn bí đi. Beehive Vinatree. Ông ấy nhìn thấy một cái tổ ong trong một cái cây hoặc là trên một cái cây. He see the beehive in a tree. He see the beehive in a tree. Đọc nhanh, he see the beehive in a tree. Đi tiếp này. A tree. He smells the honey. He smells the honey. Tiếp này, cho chữ cho hi huyền hi ông ấy. Mèo m l còn là âm l, smell mà nó mèo, smell the honey, smell là nối âm z, honey. He smells the honey. Ông ấy ngửi thấy mật ong, nhìn thấy tổ ong, ngửi thấy mật ong, gấu thính lắm. He smells the honey. Ông ấy ngửi thấy đúng ra là mùi mật ong, nhưng mà đây không có chữ mùi đâu. Honey. Honey. À, mật ong, quá. Với cái chữ này thì nó
Honey. Mà thôi, làm cho lúc chuyện là rõ chuyện đấy. Chữ này bằng nước anh. Honey. Honey hỏi nghỉ. Honey. Mật ong. Hiểu mình phát hiện. Mật ong. Honey. Nó kéo dài một chút. He sticks his paw into the beehive and He stick his paw into the beehive and he he Huyền thì ông ấy he sticks the he sticks ông ấy chọc ông ấy thò thò his của ông ấy của đây là anh chúng tôi sẽ đọc là cô hỏi của his his cô hỏi của he sticks his là cái tay tay có móng vuốt của con chó con mèo con gấu thì gọi là paw 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 no. Into vào into the được lưỡi cái beehive và vi chắc ví ai hai đường hải vi hải vi hải vi hải an và vào cái tổ ong và ong nó bay ra chọc tay vào ong bay ra. A bee flies out. A bee flies out. A bee flies out. Number one. A bee down. Và bi con ong một con ong fly l i lai hiện lại là bay rào z ao giao huyền rào a bee flies out Zout, zout, z, ao giao huyền zout. A bee fly, bay zout. Đúng không? Bay ra.
Hey, bear, go away, says the bee. Quát con rối. Hey, bear. Hey. Hey, này. Bé. Bờ, e, bé, sắc bé. Tơ, sắc tớ, bé. Bé, bé, sắc tớ, bé. Hey, bé. Bé, tớ, đằng nọ. Hey, bé, bé, bé. Này, gấu. Này, gấu. Út ngay. Go away. Go, oh, go, I wait, go away, go away, cút, no, cút ngay, set, yes, yeah, set, 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 the bee, set the bee, set the bee, set the bee, là con ong. Nó ngược, con ong nói con ong. Hey bear, go away, says the bee, says the bee, says the bee, says the bee. Là con ong nó nó quát, con ong quát như thế. Này gấu, cút ngay nào. This is not your honey. Đây không phải là mật của mày. Cái tên này nó là nối âm this is cái này tí c z this is chọn sắc này this is not this is not đây không phải là đây không phải là this is not your honey your or your honey đây không phải là mật của mày lúc ngay. This is not your honey. This is not your honey. This is not your honey. Này gấu cút ngay. Đây không phải là mật của mày. Mr. Bear is annoyed. Mr. Bear is annoyed. Gấu cáu tiết ong bé tí mà nó dám ra nó quát mình náo tét thật luôn nó nhỏ nhưng mà nó có võ. Mister các bạn cứ đọc Mister Mister không được đâu. Mister mất cái âm coi như không còn ý nghĩa gì nữa. Mr. Bear. Bear. Mr. Bear, con gấu. Mr. Bear, con gấu. Y thôi, xong là nói âm xong nó quay nồi the noise Mr. Bear is annoyed the noise thì ông gấu thì cáu tiết tức giận
Đó, thì ở lớp các bạn chú ý nghe đọc là chính, còn viết thì về nhà có thể nhìn vào cái ảnh tôi gửi hoặc là tôi sẽ in cho. Hôm nào tôi không in kịp thì tôi còn làm video nữa. Ở lớp cố gắng nghe chứ đừng có mãi viết. Nhiều bạn đó, rất là ham viết. Mr. Bear is annoyed. Đó là hết cái đoạn mình học này đấy. Ok, bye bye.